Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đá quý của thiên nhiên Nguyễn Quân á thì cũng khá lâu rồi mình không có quay trở lại YouTube á, vì cái dự án mình theo đuổi á, nó nhiều thứ quá. Và có một vài người hỗ trợ mình trong cái marketing thôi, cho nên tự Quân phải làm hết từ đầu đến đuôi á, thì cũng có nhiều thứ để chia sẻ mà cứ quanh quanh về về nhẫn không à. Cho nên đó là Quân muốn làm cái video để mà tổng quan giới thiệu về những cái đá mà mình sưu tầm trước giờ, những cái đá mà mình tìm hiểu và những cái đá mình yêu thích, và chính những cái đó nó sẽ là một cái tài liệu trong cái video này để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân, hiểu rõ hơn về một số các cái màu sắc đá và một số các cái tính chất ở bên trong mỗi loại đá mà Quân muốn gửi gắm ở video trong vòng 10 phút này ha. Thì chúng ta cùng xem á, thì dẫn lời thoại là một cái video mà Quân làm những cái kiểu giác mài mà Quân học được từ bạn cũng là thầy Võ Ngọc Minh, Võ Nhật Minh, rồi cũng từ Mạnh Quyền, cũng là một cái người kỳ cựu trong 10 năm mài, rồi từ Kim Toàn, một người cung cấp máy cho Quân, và một vài các bạn khác như là bạn Toki chuyên về nhẫn cho Quân, và anh Ngô Đạt cũng là chuyên về nhẫn mà basic, dòng basic cho Quân. Thì trong tất cả những cái điều mà Quân vừa nói ra đó, là hơn hết đó là cái sự cảm ơn dành cho các anh, các bạn và các em. Thì hôm nay ở video này là Quân muốn cho các bạn xem qua tổng quan về các cái mặt hàng mà đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân đã sưu tầm và để dành cho các bạn từ trước đến giờ, và sẵn sàng phục vụ cho mọi người trong thời gian sắp tới khi mà Quân mở được cái shop. Đây, Quân sẽ quay cho các bạn xem ha, để tổng quan những cái hàng mà Quân có được. Thì nó bao gồm có hàng ly và hàng lớn để cho mình lên nhẫn ha. Đó, Quân có cả rổ cả dĩa, thì mấy anh em là hỗ trợ nhiều lắm. Rồi những cái hàng mà được cái yêu cầu mà đi giám định á, thì Quân cũng đi làm giám định. Thì hầu hết á, là khách hàng đặt những cái mặt hàng nào mà cần giám định thì Quân sẽ đi giám định. Còn những cái mặt hàng nào Quân yêu thích quá, Quân muốn giám định để coi nó là cái gì, thì Quân để lại ha. Rồi Quân quay kỹ lại cho bạn xem ha, giám định lưu láp và những cái SCJ ngày xưa. Thì Quân cũng có mua sưu tầm hàng xưa nữa nha. Thành ra trong các đối tác á, mà sắp tới của Quân á, mà ai muốn hợp tác để mà tham gia với Quân á, thì vẫn có thể mà đưa hàng lô cho Quân vẫn lấy được nha. Đó, thì để mà lọc ra được một viên đá như vậy đó, để mà mua được một viên đá như vậy á, thì Quân sẽ qua những cái bước kiểm tra. Ví dụ như kiểm tra về năng lượng đá, những cái viên đá này năng lượng rất là lớn nha các bạn. Người mệnh thủy là rất phù hợp đó. Và những cái viên đá ví dụ như viên đá 6 này đi, những viên đá 6 này là năng lượng rất cao, năng lượng toàn là trên 3.000, 9.000 không á, chứ không có tầm thường đâu đó. Ở đây là hàng Horolay ngày xưa đó, những cái hàng tấm này, và cũng to cũng có, và tấm cũng có. Đặc biệt ở đây Quân có đó là một cái lượng thi công cực kỳ lớn, và hàng này là có thể là ly và cũng có thể là hàng làm nhẫn luôn nha các bạn. Ví dụ như hàng là lên trang sức nè, nếu mà so với kim cương thì chắc là BBS1 luôn á, chứ không có thua gì đâu các bạn. Thì bây giờ tổng quan Quân giới thiệu qua những cái dòng đá mà chúng ta cùng biết nha. Và Quân sẽ theo cái hàng từ trên xuống trước ha. Đây là citrine vàng, đây ở dãy bên trái ha các bạn nhìn nha. Đó, citrine vàng. Thì trở dòng citrine vàng này thì Quân cũng có cắt giác kiểu đó. Thì nguồn đá Quân lấy là nguồn đá sạch từ LNC và một số nữa là Quân đi sưu tầm từ chỗ sư phụ Quân ha. Thì ba viên đá này nè, nó có cùng một câu chuyện, và ba viên đá này nó cùng một phôi, và nó có một cái câu chuyện về con người và sự liên quan con người với đá, hay lắm. Quân sẽ kể vào một cái video khác ha. Thì tiếp đến chúng ta sẽ thấy là Garnet Horolay
Hàng này rất đẹp nha các bạn. Đây là một trong những cái viên đá đầu tiên hết mà đưa quân đến với lại đá thiên nhiên. Đá thiên nhiên. Rồi đây là một viên thạch anh hồng. Đó. Rồi kế đến là chúng ta sẽ tiếp cận với lại ruby. Thì trong ruby này thì ở đây quân muốn nói về ruby phi trước. Đây là những cái ruby mà quân sưu tầm có màu sắc và độ đẹp của nó rất là giống ruby Hà Nội mình ha. Đó, thì ở đây có một viên ruby Hà Nội. Đó, là quân lấy của chỗ LNG và quân tự ủng hộ các bạn. Và đây một viên nữa. Đó. Rồi trên này là các cái sapphire của lục viên mình. Đó. Rồi, tiếp đến các bạn xem nè. Đây là hàng ly Espinel. Espinel cũng có rất là nhiều Espinel. Thì Espinel ly này mua để dành cho những cái trang sức nhỏ hoặc là những cái hỗ trợ cho trang sức ha. Espinel thì cũng có vuông tròn rất là nhiều. Kể cả các bạn mà quan tâm đến cái chuyện mà mua sỉ thì hãy liên hệ riêng quân để quân có thể quân thương lượng và quân để cho một ít để về làm đồ. Còn đây là hàng Horolay của Garnet. Nó cũng hàng ly và có hàng này cũng to. Hàng này cũng to nha các bạn ha. Còn trong đây thì hàng này thì là hàng lô. Hàng lô quân mới được mấy bạn hỗ trợ đem về cho quân là đồ xưa. Từ rất xưa rồi. Cũng theo tuổi năm tháng của các bạn luôn đó là 10 năm á. Cái này rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Có khi đẹp mà không có thua gì những cái tuyển chọn mà quân sưu tầm từ xưa đến giờ. Cái này từ lúc mà quân bắt đầu quân chơi. Thì ha, Garnet đó, trong Garnet đó là cái đá mà quân ghiền nhất. Nhưng mà quân lại chơi sau nhất. Quân mua nó trước vậy đó, nhưng mà cái quá trình gia chạm làm việc đó, thì nhiều người lại thích cái dòng đá này hơn. Và họ đeo đuổi cái Espinel nhiều hơn, rồi quân cũng tập trung nó nhiều hơn để mà là làm sao mà có được tiền sữa cho con thôi. Thì đây là dòng Zircon, cái mà nãy quân mới giới thiệu các bạn ha. Thì Zircon quân sẽ có từ màu cho đến trắng. Thì ở đây là anh em cũng tự lấy ra và tự gắn đũa tự mài hết rồi, cho nên là hàng của quân là nó tự tận tay, cho nên giá cũng rất là tốt nha. Mua một chiếc nhẫn ở chỗ quân không có quá mắc đâu, quân nó thật rẻ hơn nhiều lắm. Thì mình quay trở lại nè, thì ở đây quân vẫn còn những cái viên sapphire và ruby Hà Nội. Thì tụi nó lai lẫn nhau, cho nên là mình cứ để chung như vậy thôi. Thì mình chờ ý tưởng mình lên, mình lên trang sức. Còn đây là một cái vòng tay mà Mozambique, là hàng phi ngày xưa đó. Cái đây là cái màu cực kỳ đẹp và cực kỳ giống với lục viên, mà giá thì chát lắm nha, chứ không có rẻ đâu các bạn. À, xuống đây thì mình có sapphire. Thì giấy sapphire này là sapphire Phan Thiết, sapphire màu đen Phan Thiết, người ta gọi là bích đèn đó. Nhưng mà đây là đá sống, năng lượng còn rất là lớn. Quân có được 4 viên tất cả. 3 viên này lát nữa quân sẽ quay dùng cho con viên cuối cùng. Viên đó quân giác xoàn rất đẹp. Đây là sapphire vàng ha. Rồi này tắm. Rồi Toba Việt Nam mình nè. Rồi Toba này là Toba thị điển thôi, thị sĩ thôi ha. Thì dưới này thì cao cấp hơn chút là tới London, nó sẫm màu hơn đó. Rồi đây là Peridot thì không có gì để bàn nhiều. Thì Peridot rất là đẹp ha. Thì mình có một viên sapphire chuối, nhưng mà bị mây, tại vì quân sưu tầm thôi, quân thích quân để thôi. Hai viên Tourmaline quân cũng thích quân để vậy thôi. Tại vì trong cái hộp này á, nó sẽ có, nếu mà các bạn xem thực tế thì các cái màu này, màu vàng này, cực kỳ giống sapphire và lửa rất là đẹp. Còn đây là cũng là mài chế tác nè, thì tự tay quân cũng có đi mài một vài viên ha. Và viên này là viên quân học mài và quân làm được nè đó. Rồi hai viên này thì quân sửa lại đó. Rồi đó, hai viên này là hai viên trong cái ngày, những ngày đầu tiên mà tập tễnh chơi với nghề nè. Là viên này quân mài nè. Rồi một viên này thì bạn dạy mài quân, dạy chỉ cho quân rồi tặng cho quân. Còn viên này là một viên rất là đặc biệt, quân sẽ làm clip riêng. Và cái viên này quân sưu tầm cũng rất là lâu rồi, từ lúc mà vô chơi là biết nó và đam mê luôn đó ha.
Còn ở đây á, ở đây nè là cái viên sapphire mà muốn nói nè, nó giác xoài và nó rất giống kim cương nha các bạn, rất giống luôn, rất rất giống luôn. Viên này Quân cũng sẽ làm clip riêng, và hai viên này Quân sẽ làm clip riêng, và ba viên này Quân sẽ làm clip riêng. Tất cả đều đặc biệt và nó đều có những cái ấn tượng, rất là ấn tượng ở trong cái viên đá. Chúng ta có thể xem nè, à, các bạn thấy không, các bạn thấy nguyên Quân đưa đèn vào á, nó có sự phản xạ với đèn và nó tạo ra cái màu sắc ha, nó rất là đẹp như vậy. Rồi à, định nghĩa về đá của Quân á thì nó rất là đặc biệt ha. À, nhiều người họ không có thích đá Quân ở cái quan điểm là độ trong đâu, nhưng mà đối với Quân thì lại khác. Thì Quân muốn chấm điểm nó, thứ nhất là nó có cái đẹp riêng của nó, và không có viên đá nào giống viên đá nào ạ. Các bạn thấy ánh sáng của nó lớn không? Rất là có ánh sáng ha. À, rất là có ánh sáng nha. Đó. Rồi. Đó. Chúng ta cùng xem nè. Và có sẽ có những viên đá rất hoàn hảo. Ví dụ như viên này nè ha. Ví dụ viên này nè. Đó. Đó. Còn những cái viên mà nó có cái màu sắc như thế này và nó có những cái lotion như thế này thì đó là cái điểm đặc biệt riêng của nó. Thì trong vàng á, cái hàng tròn này nè, hàng tròn này thì trong suốt nha các bạn, cực kỳ trong suốt, rất là trong suốt nha các bạn. Đó, để Quân điều chỉnh lại cái ánh sáng và màu sắc cho các bạn xem. Đó, cực kỳ trong suốt. Và những cái hàng này là Quân để dành cho lên những chiếc nhẫn, nên những chiếc nhẫn theo design mà giữa Quân với lại bạn Thọ Toki thì sẽ làm ra. Rồi đó, thì Quân quay lại là những hàng này. Thì qua cái video này á, mình cũng nói lên một vấn đề, không có viên đá xấu ha. Cái hay của người thợ á, là biến những thứ xấu trở nên đẹp đẽ hơn. Ví dụ như giọt nước này các bạn thấy như thế nào, à, ví dụ như con mắt này đó. Đó. Thì Quân còn có cái này nữa nè, các bạn nhìn kỹ nè, các bạn sẽ thấy một cái con thuyền ở trong đây. Đó. Nó lạ lắm, nó nhiều cái hay lắm các bạn. Ở trong cái quá trình mình chơi á, thì nó như vậy, nhưng mà khi mà mình đo năng lượng á, năng lượng rất lớn nha. Và tất cả các kiểu giác này nè, là những kiểu giác Quân đã nghiên cứu, Quân tìm cách để mà cho nó, tạo cho nó được một cái trường năng lượng lớn nhất có thể cho một viên đá. Thì Quân làm đá trang sức phong thủy mà, thành ra là Quân sẽ hỗ trợ tối đa về cái vấn đề và tập trung và tìm hiểu. Ví dụ như những viên đá mà có quá nhiều u linh như thế này, thì đối với peridot á, cái dơ dơ của nó như vậy á, thì nó giống như là rêu phong đó. Rồi thì mình lùi lại vấn đề, mình nói về những cái hàng mà bình thường không phải đặc chủng nữa. Thì hàng ly của peridot á, thì Quân cũng mới vừa ra, cũng khá là nhiều, nhưng mà mỗi thứ có mỗi số ly chỉ có một chút thôi, không có nhiều đâu. Thì Quân sẽ lên được nhiều trang sức cho các bạn trong thời gian sắp tới. Trong thời gian năm tới thì Quân sẽ ra cửa hàng nhỏ nhỏ để cho bà xã làm. Đó là một cái mơ ước và là cái niềm vui của mình ở cái tuổi bước vào 45 thì 10 năm đeo đuổi với cái môn này thì Quân chắc chắn sẽ đeo đuổi và Quân sẽ làm đến cùng ha. Các bạn xem lại bốn cái hộp trắng này, đó là sapphire đó các bạn, sapphire hàng tắm. Và hàng này Quân có thể sẽ không bán, Quân để dành để Quân tích hợp vô những cái chiếc nhẫn, tích hợp vô những món quà tặng cho những cái vị khách mà yêu thích đá phong thủy, thì Quân sẽ đưa vào trong những chiếc nhẫn phong thủy cho các bạn ha, kể cả hàng Espinel này. Nhưng mà thật sự bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đi rồi Quân tính lại cho, để Quân coi Quân giữ cái số ly nào và Quân để cho các bạn cái số ly nào ha. Rồi mình nhanh cái vấn đề, thì đây là những cái viên đá xấu mà năng lượng cao nè. Đây là sapphire buôn hộ, các bạn thấy vậy đó, chứ đẹp lắm nha, chứ không có xấu đâu các bạn ha. Nó rất là trong, nhưng mà
cái mây của nó nhiều lắm. Nói thật á, khi mà ra ngoài sáng đeo vô tay đấy, đem một viên đá trên bàn của sư phụ. Sư phụ hay uống trà với Quân nè, nó rất là sáng và rất là cứng, nó cứng dữ lắm. Ở trong này thì là những cái viên dành cho các bạn mà nếu mà các bạn làm bất động sản mà thích đeo đá đen để mà lấy cái năng lượng á, thì Quân sẽ cho các bạn xem ha. Cái loại này đây, cái loại này Quân cũng có nè. Đây, tất cả đều có sao hết nha các bạn. Có sao đó. Quân cho Quân rọi đèn cho mọi người xem ha, có sao quá nha. Đó. Thì mấy cái này thì mấy anh chị nào mà chơi đeo nhẫn lớn á, thì là ngay hệ của các anh ha. Quân còn này chỉ có vài viên thôi, không có nhiều đâu. Hàng này bây giờ nó cũng hiếm rồi. Thôi thì tổng quan thì Quân quay lại cái shop của mình nhẹ nhàng như vậy thôi. Đó, thì các bạn cũng biết sơ sơ về Quân rồi đó. Ngoài ra đó là mỗi ngày ở nhà đó thì mình chơi với đá thì mình cũng nhận ra một số thứ và mình cũng đưa ra những cái video tốt hơn để giúp cho mọi người phân biệt cho mọi người đá hơn để mà chơi với nhau ha. Rồi, Quân xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngày cuối tuần là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.